Xin chào quý anh chị. Ngày hôm nay thì Minh Hữu Farm sẽ giới thiệu các siêu phẩm mai vàng 2023 cho các anh chị nha. Dạ vâng ạ. Trước mắt quý anh chị là chậu 20 năm. Em Hương hãy đưa lên một chậu để cho mọi người hình dung đang lấy chậu 2 năm nó như thế nào. Đó mọi người nhé. Đây là chậu 2 năm này, miệng 2 năm. Đó, là mọi người có thể nhìn thấy rằng là đây là một trong những chậu đại diện. Cái 2 năm thì cái chiều cao của nó, cái chiều cao này nó không quan trọng vào cái bề ngang và độ đặc tàn nha. Mọi người nhìn này, nhìn nụ chi chít, nhìn nụ chi chít này. Đó, cây rất là nực đúng không ạ? Bắt lá rồi bắt đầu nâng ra nụ, đẹp đó. Tất cả các chậu đều như thế. Em tiếp tục em bỏ xuống đấy cái cây tiếp theo trong cái nếp này đây. Đó, toàn bộ từ đây ra ngoài kia mọi người nhá, đều đã là hàng của Minh Phúc Farm anh chị nhá. Em đấy. Rồi ok, tiếp tục mình cần đấy tiếp tục những chậu khác đây. Đó, các chậu nó 19 10. Đấy, đúng không? Đều đặc điểm rất là ok, mọi người nhìn nụ này. Rất là khủng khiếp đúng không ạ? Đó 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 nha. Đà ra rất đó, nhiều. Đây là chậu 2 năm nha anh chị nha. Đúng rồi, chậu 2 năm. Rồi tiếp tục. Tiếp tục tiếp tục này em ơi. Năm nay thì cái hàng chậu 2 năm thì là Minh Phúc Farm sản xuất rất nhiều quý anh chị ạ. Đó. Đó. Đúng rồi, cái cây này thì nó khá đủ chứ được cái nó bung tàn rất là rộng. Bung tàn rộng, cánh tàn đó, rộng mọi người rất là thích anh rất ạ. Rất đặc tàn này. Rất là nhiều nhánh. Rất là nhánh nụ đây các anh chị nhìn kỹ này. Ok, tiếp tục là chúng ta di chuyển sang cái dòng chậu bì đen. Chậu bì đen ạ. Rồi đây như mọi người đang nhìn thấy là những cái nếp này đây nhá. Đó, những cái nếp đã được đánh tên các thứ hết rồi, chậu 2 năm của nó như thế này nhá. Khi này thì nó đang còn lá nên mọi người chưa nhìn rõ lắm. Nhưng mà đấy em đưa em Hương vừa cầm lên cho anh chị xem qua một vài chậu là nó như thế. Rồi là khi vào cái thời điểm tới thì vào cái thời điểm mà nó lật lá thì em sẽ quay video cho anh chị để anh chị nhìn rõ hơn nha anh chị nha. Ok, em bỏ xuống tiếp tục di chuyển sang này. Năm nay thì có rất nhiều loại các anh chị ạ. Từ từ chậu mũ đen cho tới những cái chậu 60, 50, 60 đều có hết nha quý vị nha. Đó, đây là cái chậu mũ đen nhỏ, là cái dòng nhỏ nhất của bên em phân phối đây. Đây là dòng nhỏ. Đúng rồi. Tuy rằng nhỏ nhưng mà nó vẫn là rất là đạt hoa nhé. Em Hương có thể cầm những chậu bất kỳ này, đó. Ở đó, đây cho anh chị coi này. Tuy rằng nhỏ bonsai để bàn thôi nhưng mà nụ nó được đều là cây 2 năm tuổi. 2 năm tuổi mọi người nhé. Chậu bì đen rất là nhiều nụ như này. Đó, cành tán cũng rất là ok và được uốn nắn cẩn thận rồi. Đó. Đấy, mọi người có thể xem em Hương tiếp tục cầm lên cho anh chị xem. Cây rất là đồng đều nha quý anh chị nha. Đó, chúng ta có thể nhìn rằng là cây rất là tươi tốt, khỏe mạnh. Đó, đây là loại chậu nhỏ nhất mà Minh Phúc Farm phân phối nha anh chị nha. Đó, nguyên một cái clip này đó, anh đấy, em lấy cho anh chị coi luôn. Rất là này. Đó, rất là tuyệt vời đấy ạ. Rất là nhiều nụ nha anh chị nhá. Hàng cây đã được 2 năm là rất là nhiều nụ và cái gốc nó cũng khá là đẹp đây mọi người này. Đó, cái gốc của nó to hơn ngón tay cái của em rồi nha anh quý anh chị nhá. Đó. Đấy, tiếp tục. Hàng tiếp theo nào, nụ tiếp theo cho quý anh chị coi. Tất cả nụ này đã được đánh số và đánh tên là mọi người nhá. Tiếp tục là một cái chậu bì đen nữa. Em Hương cầm lên cho anh chị nào. Đó. Rất là nhiều lắm Hương cầm lên. Đó mọi người ạ, đó, rất là nhỏ nhỏ xinh xắn thôi nhưng mà nụ lá rất đặc đặc như này, đều như này đây anh quý chị. Đó, chít. Mỗi cái chân bông này nó lên từ 3 cho đến 9 bông nha mọi người nha. Cho nên mọi người tưởng tượng rằng là khi là nó nở bông hết thì nó sẽ kín cái mặt cây luôn. Rồi tiếp tục nào, chúng ta tiếp tục đi theo. Và tiếp theo đây là một cái nếp chậu, một cái nếp chậu 2 nha quý chị. Chậu 2 cũng là một trong dòng rất là nhiều đó. Như Minh Hữu Farm ở đây thì có tới 2000 cây chậu 2 nha quý anh chị. Đó, cây chậu 2 thì mọi người đã thấy rằng là cái nó đã nhỉnh hơn rất nhiều và đã cây là cây 3 năm này. Này mọi người nhìn thấy nụ nó lập lá hơn rất nhiều. Đây này, quay cho mọi người. Rồi, đó. Đó. Mọi người nhìn nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu từng loại cho anh chị coi. Đó, cái cây loại 2 này. Cái chiều cao của cây loại 2 thì nó rơi tầm khoảng độ từ 50 cho 60 cm. Họ nó 3 găng tay của em Hương. Cái độ tàn của nó là cũng khoảng 3 găng tay luôn. Đó mọi người, nó cũng phóng tàn rất là rộng và đặc biệt nữa là đây mọi người có thể coi được này. Đó, nó rất là nhiều nụ nhá. Anh chị có thể nhìn thấy nó rất là nhiều nụ này. Rất là nhiều chân bông. Đó, chân bông mỗi cái nụ, mỗi cái chân bông thì nó ra rất nhiều nụ nhá. Đây anh chị có thể nhìn thấy sự đồng đều của cái nếp này này. Đó, đều đã được lựa chọn hết sức đồng đều như này rồi nhá. Đó. Anh chị có thể thấy là hết sức đồng đều, đã được dựng đồng đều rồi. Rồi, tiếp tục nào. Đây cũng là nếp chậu 2 nha quý anh chị nha. Đó. Đây cũng đang là nếp chậu 2. Đây, đều đã được đánh số và tên em Nghĩa rồi nha. Ok, tất cả các nếp đều là như thế nha anh chị nha. Đó, đều đánh số và tên em Nghĩa rồi anh chị này. Đó, đều tất luôn nha. Đó. Cái này thì nó bị mờ. Đều được đánh tên hết rồi nha anh chị nha. Đó. Đây là chậu bì đen này. Tiếp tục chậu bì đen này. Đó, em Hương có thể cầm lên cho anh chị xem một cái chậu bì đen nữa đi. Đó. Cái chậu bì đen này nó cũng tương đối cao nhưng mà nó là dòng rẻ tiền mà quý anh chị. Đó, nó hơn 100.000 chậu thôi quý anh chị.
Đó, nhưng mà nụ thì không hề đơn giản nha. Rất là nhiều nụ đây quý anh chị xem. Đấy, em nhìn thấy nhiều nụ ấy. Kín chân bông luôn. Ok. Mọi người nha. Đó, rất là đồng đều luôn. Tất cả các nếp được xếp rất ngay ngắn như này rồi ạ. Số lượng của Hiếu Farm thì hiện tại đang rất là lớn. Và hiện tại là cái cho tới giây phút này thì mai của nàng mai đã bị cháy hàng rồi nha mọi người nha. Đó, đã bị cháy hàng buôn rồi. Và bắt đầu các dân buôn bắt đầu tung bán ra này. Em Hương thử cầm lên cho mọi người đây. Cầm cho các anh chị xem một chậu nữa. Đó, mọi người nhìn này. Chậu 2 thôi nhưng mà nụ lá rất là kinh khủng luôn ạ, đúng không ạ? Nụ lá rất là kinh khủng. Gốc cũng rất là đẹp luôn ạ. Đó. Đây là gốc đây. Rồi, ok. Ok, đó là tất cả các giống mai hiện tại mà Minh Phúc cập nhật cho anh chị này. Chậu 20, chậu 25, chậu mũ đen nha. Còn là chậu 30, 35, 40, 50 nữa thì bên lại sẽ cập nhật vào video tiếp theo nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị.